dùng. Địa danh có tên rất ngắn, rất gọn, như một số địa danh của huyện là Phuống, Rồng, Rộ, Quánh, Rạng. Có phải qua cái tên độc tiếng ấy, các bậc tiền nhân muốn gửi gắm nét đặc trưng của đất và người một miền quê nghèo khó, đơn giản và có tính cách mạnh mẽ này chăng? Nhiều người từng tìm kiếm trong sách vở, trên mạng internet, hỏi các bậc cao nhân ai đã đặt tên cho Dùng, vì sao gọi là Dùng, Dùng có từ khi nào, nhưng vẫn chưa có sự lý giải cho thỏa đáng. Chỉ biết có rất nhiều tên gọi đã gắn với Dùng: đồi Dùng, chuông Dùng, cây đa Dùng, đò Dùng, chợ Dùng, trường Dùng, cầu Dùng, cho đến ngày nay. Người ta biết đến Dùng bởi đồi Dùng là nơi các nhà khảo cổ học đã khai quật những hiện vật của người Việt cổ thuộc nền văn hóa Sơn Vi, sống cách đây hàng vạn năm. Đó là thời mà tất cả còn hoang dại, tổ tiên ta chỉ hái lượm mà thôi. Người ta biết đến Dùng hoang hoải qua câu hát khắc khoải, nặng nhọc, u buồn: khi mô cho hết truông Dùng, cho qua truông Rạng, cho cùng truông Si. Người ta biết đến Dùng với sự kiện ngày 19 tháng 3, 1965. Mỹ điên cuồng ném bom tàn phá cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một huyện miền núi Trung Du. 28 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Người ta biết đến Dùng vì nơi ấy có trường Dùng, với nhiều thế hệ giáo viên gạo cội, tâm huyết, dạy giỏi. Nơi có nhiều học sinh hiếu học, học giỏi, trở thành những trí thức, doanh nhân nổi tiếng. Người ta biết đến Dùng bởi hồ nước trong xanh, in bóng hàng trăm cây bằng lăng, trĩu những chùm hoa, tím biếc đến nao lòng. Và người ta biết đến Dùng thị trấn Thanh Chương tuổi 40, với một diện mạo mới, một tâm thế và kỳ vọng mới. Phía đồi tranh, phía sau cơ quan huyện ủy, ở đó còn dấu tích đền cầu học, nuôi một khát vọng sâu xa, tha thiết của các thế hệ cha ông từ trong đêm trường nô lệ. Nhìn về hướng Tây Nam, xa xa là Lèn Kim Nhan, xưa kia là địa đầu của huyện, thu linh khí đất trời. Trong tầm mắt, Đại Can, Tháp Bút, Răng Mạn, từ Cát Ngạn xuống Bích Hào, đất giáp ba sông hiểm, núi hình muôn ngựa phi, như một dãy trường thành vững chãi. Sông Lam, sông Răng nhấn nại trở nặng phù sa bồi đắp những bãi bờ, những xóm làng trù phú thân thương. Đất nước quê mình thật nên thơ hùng vĩ. Suốt chiều dài lịch sử, cùng với sự thay đổi về địa giới, huyện lỵ Thanh Chương đã qua mấy lần di dời, lúc đầu ở sách Thổ Du thuộc Tổng Thổ Hào. Sang thời Lê, chuyển về xã Lương Trường thuộc Tổng Bích Triều. Thời Thành Thái, khi có thêm hai tổng Đại Đồng và Xuân Lâm, thì rời lên Rộ thuộc Tổng Võ Liệt cho tới sau cách mạng tháng 8, 1945. Huyện lỵ được đặt tại Dùng từ sau hòa bình lập lại tháng 7 năm 1954 cho đến ngày nay. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, các cơ quan cấp huyện phải sơ tán nhiều nơi như Đồng Văn, Thanh Lĩnh, Thanh Ngọc, Thanh Đồng. Ngày 27 tháng 10, 1984, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, ra quyết định số 141/HTBT, tách 64 hectare đất của xã Đồng Văn, 92 hectare đất của xã Thanh Ngọc, 124 hectare đất của xã Thanh Đồng để thành lập thị trấn Thanh Chương. So với các đô thị khác, kể cả Phuống và Rộ, thì Dùng khá non trẻ, điểm xuất phát thấp. Là trung tâm một huyện lớn, nhưng ban đầu chỉ vẹn vẹn 280 hectare, 1.255 hộ với 5.054 nhân khẩu. Các cơ quan cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trường cấp 3 vừa nhen nhóm đã bị chiến tranh tàn phá. Cư dân chỉ tập trung vùng trung tâm và các cơ quan hành chính, càng giãn ra càng đuối sức, với giới hạn thượng cây đa, hạ bệnh viện.
là thị dân, nhưng cả một thời gian dài, ngoài số cán bộ công chức các cơ quan thì người dân không khác mấy với các xóm, xã, vẫn gắn với ruộng vườn và buôn bán nhỏ, chật vật trăm bề. Cũng vì vậy mà thị trấn là trung tâm chính trị, nhưng về quan hệ kinh tế xã hội thì người dân Cát Ngạn, Xuân Lâm ở hai đầu huyện lại chủ yếu giao lưu gắn kết với Đô Lương, Vinh, Nam Đàn. Thị trấn ra đời vào những năm tháng đất nước cam go, gồng mình chống chịu với lụt Bắc, lụt Nam, máu đầm biên giới, tay chống trời, tay giữ nước căng gân. Bên ngoài bị cấm vận ngặt nghèo, bên trong lại lúng túng với sự lỗi thời của cơ chế quan liêu bao cấp, ngăn sông cấm chợ, sản xuất đình trệ, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, mọi hoạt động chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền. Đất nước chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng thời hậu chiến. Đường xá hư hỏng nghiêm trọng, quốc lộ 15B là trục đường chính của huyện, lổm nhổm những ổ gà, ổ voi, nắng thì bụi đỏ, mưa thì bùn lầy. Mỗi lần ô tô chạy qua, tiếng va đập át cả tiếng động cơ. Cả huyện chưa có một mét xi măng đường nhựa. Người ta hát, quê hương là đường đi ủng, nhớ quê nhưng chẳng muốn về. Đến với trung tâm huyện phải qua Đò Cung, Đò Gành, Đò Rạng, Đò Dùng, Đò Nguộc, Đò Rộ, Đò Thanh Long, Đò Rồng, Đò Phuống. Cả huyện chưa có nhà tầng, nhà nghỉ. Nhiều cuộc họp người ta phải mượn nhà dân để nghỉ tạm qua đêm. Một suất đất mặt đường quốc lộ ngày ấy 1,5 triệu đồng. Nhưng buôn bán không phát triển, người dân không có nhu cầu, người ta ngại ồn ào, bụi bẩn. Cái khó bó cái khôn, thiếu quy hoạch từ đầu, thị trấn chênh vênh, ngổn ngang, manh mún, chắp vá. Là một đơn vị hành chính mới ra đời, nhưng trong tay chỉ có bàn tay trắng, không có một nguồn vốn nào. Chúng tôi chỉ con người, với những khó khăn trong chất, nhưng vì trách nhiệm của chúng tôi trước đảng bộ và nhân dân của huyện Thanh Chương, chúng tôi xin nhận nhiệm vụ và cố gắng hoàn thành tốt. Ngay từ buổi đầu thì chúng tôi giải quyết một số vấn đề cụ thể như thế này. Cái thứ nhất, về trụ sở làm việc thì chúng tôi không có thì phải mượn nhà dân. Và cái việc thứ hai là việc giải quyết ngân sách để hoạt động. Thì Thường vụ Đảng ủy đã ban giao cho trách nhiệm tôi là chủ tịch ủy ban dân phải vận dụng mọi khả năng để tạo ra cái nguồn ngân sách tần thu tần chi trên địa bàn để chi cho cả hoạt động xây dựng cơ bản và hoạt động khác của thị trấn. Thì việc thứ ba là việc củng cố với các tổ chức chính trị xã hội, thì giao cho đồng chí Hiến là phó bí thư trước đảng, là phụ trách tổ chức, liên hệ với các tổ chức đoàn thể của huyện để hình thành được tất cả các bộ máy hợp tác xã, ba hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã mua bán và các tổ chức chính trị xã hội khác theo quy định của pháp luật để hình thành của thị trấn Thanh Chương. Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi xác định rằng những cái thành quả ban đầu mặc dù nhỏ nhưng mà chúng tôi thấy nó rất là có ý nghĩa, rất có ý nghĩa và nó nêm nóng cho cái hoạt động của thị trấn sau này. Lãnh đạo thị trấn có chủ trương kêu gọi, khuyến cáo những gia đình có truyền thống, có vốn, có nhu cầu và năng lực đến định cư, mở các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các đại lý kinh doanh dịch vụ, nhằm tạo ra bước đột phá về tư duy, nhận thức, đảo lộn cơ cấu kinh tế, đưa nhanh tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp dịch vụ cao hơn nông nghiệp. Năm 1992, cả huyện náo nức với sự kiện vô cùng trọng đại, khánh thành cầu Treo Dùng. Có vài chục năm, cầu Treo Dùng không chỉ là điểm nút giao thông trọng yếu giữa hai bờ sông Lam, mà còn là một cảnh quan sinh động, có tính lịch sử, đáng tự hào của một miền quê lam lũ lúc bấy giờ. Đất nước bước vào công cuộc đổi mới và hội nhập, sự quan tâm về công tác cán bộ, về quy hoạch phát triển, sự đầu tư ngân sách qua các chương trình dự án của huyện, của tỉnh và sự nỗ lực hết mình đã tạo cho thị trấn sự phát triển khá nhanh. Năm 1998, nơi làm việc và tạm cư của cán bộ, viên chức, công đoàn và các cơ quan văn hóa, xen với 114 ngôi mộ ngay giữa vùng trung tâm được giải tỏa và cải tạo thành nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời. Những thửa ruộng lầy thụt được biến thành hai hồ nước và công viên trung tâm, tạo ra lá phổi trong lành và cảnh quan tươi đẹp cho đô thị. Năm 2003, xây dựng nhà máy nước,
đảm bảo cho 100% hộ dân được dùng nước sạch. Những năm đầu thế kỷ 21, các đường giao thông quan trọng như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 46B, 46C, các tuyến đường nội huyện được đầu tư nâng cấp, phá đi cái thế tứ tắc ngàn đời, mở rộng tầm nhìn và sự giao thương của người dân thời mở cửa. Đường từ quê bác lên Thanh Thủy với điểm nhấn là cầu Rộ. Đường từ trung tâm huyện lên khu tái định cư mà điểm nhấn là cầu Cứng Dùng. Tại thị trấn, mở thêm tuyến nắn thẳng quốc lộ 15B, khắc phục sự treo leo, độc đạo, xây dựng các trục đường giữa các khối, mở rộng không gian theo chiều ngang, tạo ra một bước thay đổi căn bản diện mạo của trung tâm huyện. Ngày 11 tháng 10, 2011, Chính phủ ban hành nghị quyết số 96 NQ-CP điều chỉnh 358,1 hectare diện tích tự nhiên và 1.871 nhân khẩu của xã Thanh Ngọc, 13,23 hectare diện tích tự nhiên và 357 nhân khẩu của xã Đồng Văn về thị trấn Thanh Chương. Thị trấn có 655,48 hectare diện tích tự nhiên và 8.606 nhân khẩu. Ngày 17 tháng 7, 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành nghị quyết số 08 NQ-HDNG. Thị trấn Thanh Chương từ 15 khối sáp nhập thành 7 khối. Quy mô thị trấn có 2.692 hộ, 10.499 nhân khẩu, có 55 cơ quan xí nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện đóng trên địa bàn. Đất lành chim đậu, cư dân Dùng có sự góp mặt từ nhiều miền quê trong huyện, trong tỉnh, trong nước, có cả Việt Kiều. Sự giao thoa văn hóa của các vùng miền trên đất Dùng cố kết thành một cộng đồng lam làm, hiếu học, trọng nhân nghĩa. Họ là những cán bộ, quân nhân, công nhân, viên chức, các cơ quan, các cơ sở sản xuất, nên vợ, nên chồng, đang làm việc hoặc đã nghỉ hưu, hoặc lao động tự do đến mưu sinh. Từ nghề làm nhút, đậu phụ, muối dưa, rất nhiều gia đình chắt chiu nuôi 3-4 đứa con đại học. Nhiều hộ dân xây được nhà cao tầng, mua ô tô, trang trại. Người Dùng luôn khiêm nhường nhưng đủ tự tin, rất kiệm cần nhưng biết rộng lượng, hiếu học và luôn trọng nhân nghĩa. Cùng với việc nâng cấp chỉnh trang đô thị, thị trấn Thanh Chương tập trung xây dựng đô thị văn minh. Thị đã tiến hành tổng rà soát các tiêu chí, xác định lộ trình, nguồn lực, phân công cụ thể người phụ trách, kiên quyết làm chắc, dứt điểm, bền vững từng tiêu chí. Trăm hoa đua nở, các siêu thị, nhà hàng, các cơ sở sản xuất kinh doanh liên tục được mọc lên. Ngày dài ra, đêm ngắn lại, thị trấn nhộn nhịp từ trung tâm đến từng ngõ phố. Năm 2020, đập Rành Rành được cải tạo nâng cấp, mở rộng không gian và chiều sâu, tạo thêm cảnh quan thoáng đãng, xanh, sạch, đẹp, như một lắng hoa tươi, góp thêm nét đẹp và sự trong lành đô thị. Từ năm 2020, 30 tuyến đường trên địa bàn đã được gắn tên danh nhân và các sự kiện lịch sử, khắc phục tình trạng nhà không số, phố không tên. Nét độc đáo là các danh nhân này đã từng được các đô thị lớn trong nước đặt tên. Họ là những người ưu tú, sinh ra trên đất Thanh Chương, làm rạng danh cho quê hương xứ sở. Những năm gần đây, kinh tế thị trấn phát triển nhanh, đúng hướng. Lấy một số số liệu cơ bản, năm 2023 so với năm 2014 sẽ thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế 12% so với 9%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, dịch vụ 64%, năm 2014 là 51,5%. Tiểu thủ công nghiệp xây dựng 64%, năm 2014 là 33%. Nông nghiệp 4%, năm 2014 là 15,5%. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 đạt 12,7 tỷ đồng, năm 2014 là 5,1 tỷ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng một năm, năm 2014 là 29,3 triệu đồng. 879 hộ dân có nhà 2 tầng trở lên, 585 hộ dân có xe ô tô, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%. Có 70 doanh nghiệp, 990 hộ kinh doanh đang hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực, làm giàu cho gia đình, quê hương.
chúng tôi cũng nhận thấy được là sự phát triển của thị trấn Thanh Chương cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đó là quy hoạch, đó là hệ thống giao thông, đó là các cái cơ sở hạ tầng và đó là cái phương pháp làm việc, tư duy của cán bộ và sự đổi mới của cái việc làm việc đó. Chúng tôi cũng thấy được là một phần công sức nhỏ bé của doanh nghiệp mình ở trong cái sự phát triển của thị trấn. Và chúng tôi cũng mong rằng là thị trấn tiếp tục đổi mới, tiếp tục mở rộng để có một cái quy hoạch hoàn chỉnh, từ cái quy hoạch đô thị, cả công trình phúc lợi cho đến cả cái khu công nghiệp, để kêu gọi được các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư mà con em Thanh Chương rất là có tiềm năng ở các mọi miền của Tổ quốc, để là tiếp tục xây dựng thị trấn Thanh Chương mà sau này là thị trấn Dùng, xứng tâm với một thị trấn lớn của một huyện có phong trào cách mạng hào hùng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện cả về quy mô và chất lượng. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều là những trường đạt chuẩn quốc gia vào top sớm nhất của huyện. Nay đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với trường trung học cơ sở và công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 2 đối với trường tiểu học. Chất lượng dạy và học của các nhà trường luôn nằm trong top dẫn đầu của huyện. Học sinh nhiều nơi đến xin học trường Dùng. Con người kiên nhẫn góp nhặt cái chữ, cái nghĩa từ trang sách, từ cuộc sống, làm nên cánh buồm để bay cao, vươn xa. Các thiết chế văn hóa đã được đầu tư nâng cấp. Hiện tại có 3 bể bơi, 2 sân tennis, 22 sân bóng chuyền, 4 sân bóng đá. Hoạt động văn hóa thể thao trở thành nhu cầu thường xuyên, tự giác. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,4%, gia đình thể thao 58%. Cả 7 khối đều được công nhận là khối văn hóa. Công tác y tế, vệ sinh môi trường, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ và đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động giảm nghèo, chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội luôn được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh đảm bảo, trật tự an toàn xã hội đã có bước tiến dài. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ được từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng rộng rãi và đi vào chiều sâu. Nhiệm kỳ nào thì Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng có các cuộc làm việc chuyên đề với Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn. Nét đặc biệt là hàng tháng ở thị trấn có 2 ngày hoạt động ngày thứ bảy vì dân. Đó là ngày mà xuất phát từ nhu cầu công việc của người dân, đội ngũ cán bộ tự nguyện thực hiện tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp về các lĩnh vực đất đai, xây dựng, hộ tịch, chứng thực, lao động, thương binh và xã hội. Đăng ký hộ tịch, chứng thực lưu động cho những người lớn tuổi, bệnh tật, ốm đau, người gặp khó khăn trong đi lại, đang sinh sống trên địa bàn, có nhu cầu đăng ký, chứng thực. Hỗ trợ tổ chức công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Kiểm tra chỉ đạo giải quyết các ý kiến của cử tri và nhân dân trên địa bàn. Hiệu lực hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đạo đức công vụ, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ công chức được nâng lên. Mỗi tháng thị trấn có một ngày chủ nhật xanh, cán bộ nhân dân cùng nhau thu gom rác thải, làm cho cảnh quan thêm xanh, sạch, đẹp. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động khá đồng đều, có sự phối hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn. Tổng kết năm 2023, Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng. Chính quyền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn và các hội xã hội, hội nghề nghiệp đều được cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện đã có quyết định công nhận thị trấn Thanh Chương đạt chuẩn đô thị văn minh.
40 năm đi qua, những thế hệ được sinh ra ngày ấy đã trở thành những công dân ở độ tuổi sung sức trưởng thành. Họ là những người đang làm ăn xa, thành đạt, nhưng vẫn hướng về mảnh đất và con người thân yêu một thuở. Họ là những người gắn bó với quê, làm giàu ngay trên quê hương này. Họ là những người đứng mũi chịu sào, trăn trở với sự phát triển của thị trấn. Kỷ niệm 40 năm thành lập thị trấn Thanh Chương cũng là dịp để đánh giá lại những kết quả nổi bật đã đạt được và thẳng thắn nhận diện những khó khăn, khuyết điểm, hạn chế của phong trào. Có được kết quả đó nhờ sự lãnh đạo, quan tâm, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể cấp huyện, sự đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện các chương trình, đề án theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã tập trung giải quyết một số vụ việc tồn đọng đã lâu trên địa bàn. Việc làm này vừa nhằm củng cố kỷ cương, phép nước, thượng tôn pháp luật, vừa giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích, trả lại sự công bằng xã hội cho nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cùng từ đó mà phong trào hiến đất, hiến tài sản, mở đường, xây dựng cơ sở hạ tầng được cán bộ, nhân dân hưởng ứng. Đơn thư, khiếu kiện giảm hẳn. Một trong những bài học kinh nghiệm cơ bản, quý báu được rút ra là mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự đoàn kết, công sự, chức vụ, quyền hạn càng cao, càng phải tự soi, tự sửa, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo phẩm chất, năng lực của mình. Chúng tôi vinh dự là thế hệ sinh ra, lớn lên cùng thị nhà, đang được đảng, nhà nước, nhân dân giao nhiệm vụ trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Dù ở cương vị nào cũng phải cầu thị, cố gắng vươn lên, đóng góp công sức, trí tuệ của mình trong sự phát triển chung của quê hương, đất nước. 40 năm đi qua, từ một vùng hoang sơ, Dùng đã trở nên một trung tâm sầm uất, chưa hoành tráng, lộng lẫy. Các ngã tư vẫn chưa có đèn xanh, đèn đỏ, nhưng đã và đang tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp, vươn tầm hiện đại. Có biết và nhớ lại mức xuất phát điểm rất thấp, sự lộn xộn, ngổn ngang, chênh vênh, manh mún, chắp vá của Dùng thuở ban đầu, mới thấy hết những kết quả đạt được thật đáng trân trọng, phấn khởi, tự hào và có ý nghĩa lớn lao. Có được kết quả đó là nhờ đường lối đổi mới của Đảng, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể cấp huyện, cấp tỉnh. Đó cũng là sự tích lũy, kế thừa và phát triển, là công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nhiều năm qua. Trong quá trình phát triển, không tránh khỏi những buồn vui, thành bại, thăng trầm. Vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, khuyết điểm. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Vẫn còn những cơ sở hạ tầng quy hoạch chưa hợp lý. Nhiều tuyến đường còn quanh co, nhỏ hẹp, cần được điều chỉnh nâng cấp, có tầm nhìn xa đến nhiều năm sau. Vẫn còn một số cán bộ năng lực hạn chế, bất cập, chưa ngang tầm với vị thế của một đơn vị đầu tàu là trung tâm huyện. Vẫn còn những cảnh quan đô thị chưa thực sự hấp dẫn. Việc bảo đảm hành lang an toàn giao thông, xử lý rác thải, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp chưa tự giác và thường xuyên, thiếu tính bền vững. Hành vi nếp sống một số thị dân chưa theo kịp nếp sống văn minh. Sự tác động tầm ảnh hưởng của trung tâm huyện đến các xã trong huyện, trong vùng chưa nhiều, chưa rộng, chưa sâu. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập đang tiếp tục tạo ra nhiều thời cơ vận hội mới. Sắp tới, thị trấn sẽ được mở ra với quy mô lớn hơn sang cả vùng hữu ngạn sông Lam. Thị trấn sẽ vươn dài trải rộng với diện tích gần 20 km2, dân số hơn 23.000 người. Sẽ có thêm các cơ sở thờ tự và bà con các tôn giáo khác nhau cùng quần tụ. Sẽ có tiếng mõ trầm tư vang xa từ những ngôi chùa tôn nghiêm tĩnh mịch. Sẽ có tiếng chuông nhà thờ ngân nga trong giáo xứ Đại Yên.
sẽ có thêm những âm thanh sôi động đầy sức sống của các làng nghề, góp thêm nguồn lực và nét đa dạng phong phú, muôn sắc muôn màu của đô thị. Nhìn lại khoảng thời gian 40 năm từ ngày thành lập thị trấn Thanh Chương đến nay, thì có thể nói là sự thay đổi một cách vượt bậc. Trong cái đánh giá của người dân cũng như cán bộ đảng viên thì kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm và đảng bộ đã nhiều lắm lên đạt là vững mạnh, toàn diện. Và trong cái bộ mặt của thị trấn, trong những năm gần đây, những nhiệm kỳ gần đây thì với vai trò lãnh đạo của đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự chủ động của các khối, nên là đã có một cái sự thay đổi để đạt được xây dựng thị trấn đạt là đơn vị đạt đô thị văn minh trong năm 2024. Và trong cái quá trình phát triển thì huyện cũng ghi nhận cái sự trách nhiệm của các thế hệ cán bộ của thị trấn cùng với sự đồng lòng đồng thuận của nhân dân đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, cùng như những người dân thị trấn hiện nay đang học tập, công tác, sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc cũng thường xuyên quan tâm giúp đỡ để thị trấn phát triển xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế của huyện. Thì trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn sau khi sáp nhập sẽ là thị trấn Dung, sẽ tạo ra một sự đoàn kết đồng thuận để xác định trước hết là làm thật tốt công tác quy hoạch mở rộng thị trấn. Vì đây là một cái bước quy hoạch một cách căn cơ, và trên cơ sở quy hoạch rồi thì sẽ thu hút đầu tư để phát triển đồng bộ cả về hạ tầng, cả về kinh tế, văn hóa xã hội. Và một vấn đề phải hết sức quan tâm đối với thị trấn đó là công tác đảm bảo quốc phòng an ninh. Khi quốc phòng an ninh được giữ vững, các tái tệ nạn được kiềm chế và đẩy lùi và giảm đến mức tối thiểu thì tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển. Và gắn với đó, thị trấn phải thực sự là đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính, trong thực hiện dịch vụ công và tạo ra niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân để cùng chung sức đồng lòng để xây dựng thị trấn Dung sau khi sáp nhập phát triển một cách bền vững. Theo nguyện vọng của rất nhiều cán bộ đảng viên nhân dân, có thể tên gọi Dùng sẽ được khôi phục, vì Dùng là của ngàn xưa, Dùng là lịch sử, là văn hóa. Dùng đã và đang sẽ là huyền lỵ của miền quê văn hiến. Dùng không của riêng ai. Chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng với khí thế mới, nguồn lực mới, tư duy mới, thị trấn sẽ tiếp tục phát triển nhanh, hiện đại, văn minh, bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa của miền đất ham làm, hiếu học. Không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa mà còn là đầu tàu kinh tế quan trọng của huyện Thanh Chương.